Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Câu hỏi 25. Trong hạt gạo lứt có những chất gì mà có thể trị được nhiều bệnh, nhất là những bệnh nan y? Phương pháp thực dưỡng không nói trong gạo lứt có chất nào trị được ung thư. Còn quan niệm của Tây y là thiên về phân tích chuyên, tìm những chất nào đó đặc trị. Nhưng đặc trị bệnh này không có nghĩa cũng đặc trị cho mọi bệnh khác. Là luận trên âm dương để trị liệu, áp dụng cho được nhiều chứng bệnh mà thiên hạ cho là không có thuốc chữa. Trong hạt gạo lứt chả có chất gì kỳ bí cả, cũng có những chất như cellulose, chất bột, chất đường, chất béo, chất khoáng, sinh tố mà khoa học đã tìm ra lâu nay. Cái hay của gạo lứt là cấu trúc giữa kali và natri bằng 4,5, hơi dưa một chút, trong khi các loại như khoai tây, tỷ lệ giữa chúng là 512, chuối là 840, rất là âm. Ăn gạo lứt mà khỏe da, mà trị được những bệnh ngặt nghèo là nhờ mình nạp cơ thể hai năng lượng quân bình âm dương. Nhưng ăn như thế rồi uống nhiều nước hay ăn nhiều thực phẩm khác âm như rau quả, vốn có nhiều ở thị trường, nếu ta không biết chế biến thì cán cân quân bình âm dương mất đi và công ăn cơm gạo lứt cũng thành công cốc. Nói tóm lại, cơm gạo lứt thì đã quân bình, nhưng nếu muốn dùng thêm vài món nào đó thì ta phải ăn uống sao cho đúng quân bình. Có điều ăn như thế thì khó mà giữ được liều lượng âm dương cân bằng. Tạo hóa đã cho chúng ta một thực phẩm là hạt gạo lứt quân bình âm dương rồi. Ngon dở là do khéo nấu và thuộc khẩu vị của từng người. Ta không nên phối hợp phức tạp thực phẩm, phụ, vì dẫu có được sức khỏe quân bình chăng nữa, thì nó cũng làm cho tâm hồn con người xa vào thực dụng. Mất đi cái nét thanh tao, đạm bạc và kỳ diệu của ngũ cốc, nền tảng của đời sống tinh thần hòa bình cao thượng và vô hạn mà Đông Dương phát kiến ra từ lâu, nhưng phải đợi đến cuối thế kỷ 20, nhà Osawa mới được giới thiệu một cách khoa học về lý thuyết lẫn thực hành.